Một layout makeup cho mùa Giáng sinh. Đầu tiên là quánh nền nha. Tiếp theo là che khuyết điểm nè. Che khuyết điểm xong thì tôi dùng chì kẻ mày của Benzer. Đi ra đường thì ăn quả nhớ kẻ chân mày nha. Tôi dùng luôn cây chì kẻ mày để tạo khó cho sống mũi. Khúc này mới lay động lòng người nè. Tôi dùng màu son 04 của Benzer để tán tan bầu mắt trên và bầu mắt dưới. Cái này thì đánh hơi khó nha. Nếu như mà tán không đều thì nó sẽ hơi đỏ nhiều á. Cho nên tôi đã dặm lại một lớp khuyết điểm nữa. Tôi dùng kẻ mắt nước màu 04 để kẻ eyeliner phần trên. Và dùng tiếp màu trắng để kẻ cho phần dưới. Kẻ cái này cũng đơn giản à, cho nên tôi nhanh nha. Cái khúc này là tôi trét thêm một ít nhũ cho nó bling bling này. Trét nhũ xong thì bước này tôi uống công mây về chút mascara của nhà Benzer. Cái cỏ to thì tôi vuốt cho mi trên và cỏ nhỏ thì tôi vuốt cho mi dưới. Và tôi dùng bút kẻ mắt có cái đầu thật mạnh để chấm tạo điểm nhấn cho đầu mắt. Cái bước này là tôi vẽ hoa tuyết nè mọi người. Nó thiệt là hơi khó vẽ so với vẽ trên giấy, bởi vì nó hơi trái tay cho nên tôi nhanh luôn. Cuối cùng là đánh son nha. Đầu tiên thì tôi đánh full môi màu nhạt trước, và tiếp theo tôi vẫn đánh full môi màu đậm hơn. Link sản phẩm mình sẽ để đầu bio cho các bạn về tìm nha.